Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Tony Phùng Studio. Hôm nay sẽ là một chủ đề cũng khá là thú vị và mình biết sẽ có rất nhiều bạn tranh cãi về cái vấn đề này. Đó chính là dưới 10 triệu chúng ta nên mua một chiếc iPhone cũ hay là mua một chiếc điện thoại Android mới hãng luôn. Dưới 10 triệu thì iPhone mình cũng có nhiều lựa chọn, ví dụ như là iPhone XS này, XS Max hoặc là iPhone 11. Và mình chọn cái cao nhất luôn, dòng cao nhất là iPhone 11. Trong khi Android thì mình sẽ chọn một chiếc máy của Samsung. Và dưới 10 triệu này thì Samsung có một con cũng khá là ngon, đó chính là Samsung Galaxy A53. Và hôm nay mình sẽ so sánh hai con này xem là con nào ngon hơn trong cái tầm giá dưới 10 triệu này. Và các bạn cũng hãy tự suy xét, tự so sánh, thử xem là trong hai con này thì các bạn sẽ chọn con nào. Và nếu các bạn đã quan tâm tới Samsung Galaxy A53 hoặc là iPhone 11 hay bất kỳ sản phẩm của Samsung hay là Apple nào khác thì đều có thể tìm hiểu tại Hoàng Hà Mobile thông qua đường link mình để bên dưới phần mô tả của video. Ok, so sánh thì chúng ta sẽ đi từng phần trước. Đầu tiên là cái phần ngoại hình đi. Ngoại hình thì mình đánh giá iPhone 11 nó cũng đẹp đấy, vẫn đẹp, vẫn rất là ok, nhưng mà nó đã bị khá là out trend rồi. Còn với A53 thì nó sẽ hợp thời hơn một chút. Các bạn muốn có mặt lưng nhám, có nhám luôn. Mặt lưng được thiết kế cũng phẳng luôn. Các bạn muốn có nhiều camera cái gì? Hẳn 4 camera cho các bạn luôn. Trong khi iPhone 11 thì bây giờ cái thiết kế của nó là cái thiết kế kiểu cạnh viền, bo cong mềm mại, nó là cái thiết kế của dòng iPhone X, iPhone XS. Như vậy nó chỉ khác nhau cái là camera của nó lớn hơn một chút mà thôi. Còn nói về cái chất liệu hoàn thiện thì đúng thật là những con như A53, những con máy tầm trung như thế này không thể nào mà so sánh được với iPhone 11 rồi. Bởi vì nó được trang bị khung viền là khung viền kim loại, mặt lưng là mặt lưng kính, nhìn nó sang hơn, nhìn nó bóng bẩy hơn. Còn nói về cái khoảng màu sắc thì iPhone 11 cũng có nhiều màu sắc hơn để cho các bạn lựa chọn, so với A53 thì chỉ có 4 màu mà thôi. Ok, xong phần ngoại hình. Ngoại hình thì nó cũng chỉ là một cái nhỏ nhỏ thôi. Tiếp theo thì chúng ta sẽ qua tới cái phần màn hình. Đây là một trong những thứ mà chênh lệch nhiều nhất giữa hai con này. Mình sẽ đi vào từng cái trước. Đầu tiên là về cái thiết kế màn hình thì cả hai con này viền màn hình của nó đều khá là dày. Viền hai bên của iPhone 11 thì dày hơn một chút so với A53, nhưng mà viền trên viền dưới của A53 thì nó lại mỏng hơn một chút. Thứ hai thì nó sẽ là kích thước màn hình. A53 có kích thước màn hình là 6,5 inch trong khi iPhone 11 là 6,1 inch. Cả hai con này thì mình đánh giá đều có một kích thước màn hình khá là hợp lý và vừa phải. Nó vừa đủ lớn để các bạn có thể có những cái một không gian hiển thị và sử dụng thực sự thoải mái, có những cái trải nghiệm giải trí khá là ok. Và nó cũng không phải là quá lớn, quá cồng kềnh để các bạn vẫn có thể bỏ vào trong túi quần đem đi đem lại rất là tiện lợi. Tiếp theo là một trong những thứ mà chênh lệch nhiều nhất giữa hai con này, đó chính là về công nghệ tấm nền. Trong khi Samsung Galaxy A53 được trang bị tấm nền là Super AMOLED thì iPhone 11 vẫn chỉ là IPS LCD mà thôi. Mình nói thật, giữa hai cái này, nói chung mình ghét cái màn hình IPS LCD này cực nhá. Bởi vì cái tấm nền này nên là iPhone 11 là một trong những con mình nói thật mình ghét nhất của Apple. Còn sự chênh lệch giữa hai cái này quá rõ ràng rồi, từ trước tới nay các bạn chắc cũng biết rõ rồi nên là mình cũng không nói lại quá nhiều. Qua một cái nữa đó chính là độ sáng màn hình thì A53 cũng nhỉnh hơn một chút với độ sáng tối đa lên tới là 800 nits, trong khi iPhone 11 độ sáng tối đa của nó chỉ là 625 nits mà thôi. Nên là A53 sẽ cho các bạn được một cái khả năng sử dụng ở ngoài trời nó đa dụng hơn, nó thoải mái hơn so với iPhone 11. Đặc biệt thêm một cái nữa là trên A53 các bạn còn có thể tùy chỉnh được cái chế độ màn hình này cơ. Như mình đang để chế độ màn hình đây là sinh động thì màu sắc của nó sẽ kiểu rực rỡ hơn, bắt mắt hơn. Còn nếu không thích như vậy thì các bạn hoàn toàn có thể để ở cái chế độ tự nhiên thì màu của nó sẽ nhạt hơn một chút, nhìn nó chân thực hơn. Còn nếu chưa ưng ý nữa thì các bạn hoàn toàn có thể tự chỉnh cân bằng trắng luôn, tới khi nào mình hợp ý thì thôi. Cái thứ tư là cái cuối cùng cũng như là cái thể hiện rõ ràng nhất giá trị của màn hình trên Samsung Galaxy A53, cũng như là cái thể hiện được là con iPhone 11 này đã khá là lỗi thời rồi, đó chính là tần số quét màn hình trên A53 này là 120Hz trong khi iPhone 11 chỉ là 60Hz mà thôi. Đó, nhìn thông số thôi thì các bạn cũng thấy rồi, 120Hz nó gấp đôi so với 60Hz. Nói cơ bản thì trải nghiệm của nó cũng sướng gấp đôi, mượt gấp đôi. Quay ra mặt sau để tới lại phần camera thì chỉ cần biết đếm thôi các bạn cũng thấy là con A53 này nó đa dụng hơn với tận 4 camera. Đó chính là một camera chính có độ phân giải là 64MP, một camera góc siêu rộng có độ phân giải là 12MP, một ống kính macro độ phân giải là 5MP và một cảm biến đo độ sâu có độ phân giải là 5MP. Trong khi iPhone 11 thì sẽ có một camera chính và một camera góc siêu rộng có độ phân giải quen thuộc là 12MP. Có một cái mà cả hai chiếc điện thoại này đều sở hữu đó chính là chống rung quang học OIS, nhưng mà điều đáng khen ở đây chính là
là ở một con máy tầm trung như A53 lại được trang bị công nghệ mà trước đây chỉ xuất hiện trên những con máy cao cấp hoặc là cần cao cấp. Và đây chính là cái mà làm cho camera của con này nó ao trình rất nhiều chiếc điện thoại khác trong cùng phân khúc. Nó sẽ giúp cho các bạn có thể quay video ổn định hơn này, nó còn giúp chụp ảnh trong điều kiện thiếu sáng tốt hơn, chứ không có chống rung thì các bạn chỉ cần lắc nhẹ tay một cái thôi là ảnh đã bị nhòe, ảnh đã bị nát bé bét rồi. Có chống rung quang học thì tốt hơn thật đấy, nhưng mà cái khả năng chụp ảnh thiếu sáng của nó thì vẫn kém hơn nếu so với iPhone 11. Cả về cái độ sáng lẫn độ sắc nét thì iPhone 11 đều nhìn hơn rất là rõ ràng. Nhất là khi các bạn zoom lên cận những cái chi tiết á, như là ví dụ mấy cái chữ này này, thì iPhone 11 nó sẽ hoàn toàn rõ nét và có thể nhìn được một cách rất là dễ dàng. Còn trong điều kiện độ sáng thì hai con này quá là đơn giản rồi. Mỗi con thì sẽ có một cách tối ưu hình ảnh khác nhau. Kể là các bạn chụp cảnh hay là chụp người thì Samsung nó vẫn cái kiểu là đẩy sáng lên, đẩy màu lên làm cho ảnh nhìn rực rỡ hơn, bắt mắt hơn. iPhone thì nó vẫn trung thành với cái phong cách tối ưu theo kiểu chân thực, nên là các bạn sẽ nhìn thấy màu sắc nó hơi nhạt hơn một chút so với ảnh chụp ra từ con Samsung Galaxy A53. Ưu điểm khi chụp bằng A53 là nếu các bạn là một người không biết chỉnh ảnh cũng như là không có kinh nghiệm về chỉnh sửa màu sắc các kiểu các thứ á, thì hoàn toàn có thể lấy được những bức ảnh này và up trực tiếp lên mạng xã hội luôn cũng đã khá ok rồi, chứ không cần phải qua một app chỉnh sửa thứ ba. Còn với iPhone thì ảnh của nó chân thực, dễ cho các bạn hậu kỳ edit về sau hơn. Nhưng mà cái này thì các bạn phải có một chút kiến thức về mặt hình ảnh, màu sắc thì kiểu ảnh nó mới đẹp được. Thêm một cái nữa thì iPhone nó sẽ tương tác tốt hơn với các trang mạng xã hội. Thì các bạn đăng ảnh từ iPhone lên thì nó sẽ không bị bể, nó không bị nát, nó giữ được cái chất lượng tối đa. Ok, những phần nãy giờ thì các bạn thấy là camera thì hai con này nó cũng kiểu mình đánh giá là cũng tương tương nhau. Màn hình thì A53 hơn khá là nhiều so với iPhone 11. Nhưng mà chúng ta sẽ qua một cái cũng quan trọng đối với một chiếc smartphone, đó chính là về phần cấu hình và hiệu năng. Và phần này thì mình mạnh dạn nói luôn thì là iPhone 11 nó hơn đứt, nó ăn đứt so với Samsung Galaxy A53. A53 thì chạy con chip là Exynos 1280, còn iPhone 11 của chúng ta thì sẽ là A13 Bionic. Nghe tới Exynos thôi mình đã biết có nhiều bạn là đã dậy nảy lên rồi. Các bạn chê Exynos thế này thế nọ, chê Exynos xài không mượt, chê Exynos nó tối ưu game tệ. Ừ, thì đúng là trước giờ nó làm về cái phần tối ưu game tệ thật. Nhưng mà trên con này thì các bạn không phải là tệ tới mức không chơi được như hồi trước đâu, mà bây giờ chúng ta vẫn có thể chơi được những cái tựa game cơ bản bình thường, ví dụ như là Liên Quân Tốc Chiến thì vẫn khá là ok. Nhưng mà nó sẽ không chơi ngon bằng so với iPhone 11, cũng như là nó không chơi được nhiều game, không để được cái mức setting cao như là iPhone 11 mà thôi. Tuy nhiên có một điểm mà mình thấy A53 làm tốt hơn iPhone 11 khá là nhiều, đó chính là cái khả năng quản lý nhiệt độ. Mình cầm con này mình chơi game, mình sử dụng các thứ tầm khoảng 2 tiếng mà nó chỉ hơi ấm ấm lên một chút thôi, chứ cũng không phải là nóng quá nhiều khiến cho tay mình cảm thấy khó chịu. Trong khi iPhone 11 cầm xài lướt Facebook, lướt TikTok, chơi game một chút tầm khoảng hơn một tiếng thôi là máy đã nóng rang hơn rồi. Một phần cũng là do mình nghĩ là con chip Exynos 1280 này nó quản lý nhiệt độ khá là tốt, cũng như một phần là cái chất liệu hoàn thiện của con A53 này là hoàn toàn là từ nhựa. Học vật lý trước đây cũng biết rồi là nhựa nó dẫn nhiệt kém hơn so với lại kim loại, nên là cái nhiệt độ nó sẽ không tới tay của chúng ta nhiều như là trên iPhone 11 để chúng ta cảm thấy khó chịu trong cái quá trình sử dụng. Thêm một cái nho nhỏ nữa đó chính là A53 thì có 5G, còn iPhone 11 thì không có. Mình biết là cái này tại thời điểm hiện nay nó vẫn chưa quá phổ biến, nó vẫn chưa quá là quan trọng, nhưng mà mình nghĩ là méo mó có còn hơn không, đúng không? Các bạn có thể ra những cái chỗ mà có 5G, ví dụ như là phố đi bộ hay là Landmark gì đó, các bạn trải nghiệm thử cái độ nhanh độ mượt của 5G nó cũng khá là ok. Còn về phần pin thì A53 có dung lượng pin là 5000 mAh, trong khi iPhone 11 được trang bị viên pin có dung lượng là 3110 mAh. Nếu các bạn nhìn vậy thì sẽ thấy chênh lệch khá là rõ ràng, A53 có một viên pin lớn hơn. Nhưng mà nếu nói về thời gian sử dụng thực tế thì iPhone 11 lại cho một thời gian là trâu hơn so với A53. Bởi vì Android trước nay các bạn biết rồi, nó đa nhiệm nhiều, các kiểu các thứ nó chạy ngầm nhiều. Còn iPhone thì nó sẽ đỡ tốn pin hơn và các bạn có thể sử dụng được trong một cái thời gian dài hơn. Và hai con này thì nếu các bạn sử dụng cơ bản thông thường thôi, chơi game ít ít thôi, thì hoàn toàn có thể sử dụng được trong cả một ngày. Còn nếu các bạn nào mà có chơi game nhiều hơn các kiểu các thứ thì chắc chắn là mình nghĩ phải sạc một lần, nhất là một lần trong cả một ngày. Rồi, hai con máy này cơ bản nó là như vậy. Nếu là mình nhé, thì mình sẽ chọn con A53 này, bởi vì thứ nhất là cái màn hình của nó đẹp, thứ hai là cái camera của nó đa dụng hơn,
Thứ ba là ngoại hình của nó nhìn nó cũng hợp trend hơn. Tuy là hiệu năng của nó yếu hơn một chút so với iPhone 11 thật. Đối với mình như mình không chơi game nhiều, sử dụng cơ bản thì con này sử dụng vẫn rất là tốt, rất là mượt mà. Đó, đây là ý kiến cá nhân của mình. Còn các bạn thì sao? Các bạn sẽ chọn con máy nào trong hai con máy này? Hãy để lại comment ở bên dưới phần bình luận. Đừng quên like, share và subscribe kênh YouTube của Tony Phùng Studio. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.